Em chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay em trân trọng giới thiệu tới các bác xem có mẫu xe Daihatsu Sati bản nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Và đây là cái bản số sàn nhá. Đấy, bản CDX số sàn các bác nhá. Ở chiếc này thì có cờ lóc này và có đề khóa thông minh này và la răng đúc nguyên bản theo xe nhá. Đấy. CDX thì các bác thường thường hay liên tưởng là một chiếc xe số tự động đúng không ạ? Nhưng mà đây là CDX số sàn các bác nhá. Đấy, dòng này thì nó có 3 bản, một bản trung này, bản thiếu và bản đủ. Đấy, bản thiếu thì kính đằng sau nó sẽ là quay tay và bản trung thì kính đằng sau bốn kính đều là kính điện nhưng mà nó không có la răng đúc và không có đề khóa thông minh và không có cửa lóc nhá. Còn chiếc xe này của em là bản đủ kịch đồ luôn. Bản đủ kịch đồ luôn các bác nhá. Đấy, các bác xem hình dáng của xe đến bây giờ thì nó vẫn còn rất là đẹp, như là những chiếc xe đời 2017-18 thì cũng vẫn là cái form này các bác nhá. 2017-18 thì nó lên cờ rui rồi đúng không ạ? Còn thì chiếc này của em là đời 2010 nhá. Đấy, số sàn động cơ thì chỉ có 1.6 thôi. Đây là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu mua những dòng xe với tầm tiền hơn 200 triệu đấy ạ. Đấy, hơn 200 triệu một tí thôi thì đây là một cái mẫu xe để các bác lựa chọn nhá. Một cái mẫu xe form dáng rất là đẹp đúng không ạ? Form dáng rất là đẹp luôn. Và nó cũng tương đối là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, một chiếc xe cái lốp sơn màu đen nhìn khá là sang đúng không ạ? Những dòng này thì ngày xưa các bác biết rồi, được rất là nhiều người ưa chuộng và được rất là nhiều người săn tìm đúng không ạ? Và bây giờ thì hiện tại giá xe thì chỉ có hơn 200 triệu thôi nhá. Ngày xưa các bác biết rồi nó sẽ gấp 3 gấp 4 lần. Nhưng bây giờ thì chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi thì các bác có thể là mua được cái chiếc xe này rồi. Đấy, nước sơn rất là bóng bẩy sạch sẽ các bác nhá. Nước sơn rất là bóng đẹp luôn. Đấy, em có thể quay qua cái phần nội thất để các bác nhà mình xem. Để các bác nhà mình biết đây là chiếc xe bản đủ. Ở đây các bác nhá. Đấy, vô lăng tích hợp này. Rồi đây cửa lóc đây nhá. Cửa lóc vẫn hoạt động trơn tru luôn. Đấy, ghế da zin nguyên bản nội thất hai màu. Đây nội thất hai màu, màu cam và màu đen đúng không ạ? Đây nhá, đề khóa thông minh các bác nhá. Đây nút nút start top đây. Đây các bác xem này. Đấy. Chân lý nguyên bản theo xe luôn. Đấy, đèn tự động, gạt mưa tự động. Gương cục điện, rất là nhiều chức năng đúng không ạ? Rất là nhiều chức năng luôn. Thì bây giờ em sẽ quay tới các bác xem chi tiết cái phần hình thức bên ngoài trước. Xong sau đó thì sẽ quay vào bên trong nội thất nhá. Đấy, hôm nay là một ngày trời hơi âm u và cũng có rất là nhiều những giọt nước mưa đúng không ạ? Đấy, bây giờ thì ngớt ngớt mưa em mang em quay các bác cho mình xem về cái chiếc xe Daihatsu Sati SE nhập khẩu đi nhá. À CDX nhập khẩu nhá. Đấy, bản nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, bên em thì hiện tại đang có 3 chiếc có form dáng giống như chiếc xe này. Đấy, một chiếc xe Cruise 2014 kia. À thực ra là 4 chiếc nhá. Một chiếc nữa thì chuẩn bị về. Đấy, cũng giống chiếc này này. Đây là chiếc Cruise 2014 nhá. Hiện tại bên em đang có 2 chiếc, một chiếc màu đen này và một chiếc màu trắng nữa. Màu trắng thì đang trên đường về. Thì đến đầu tuần sẽ về đến nhà nhé. Và một chiếc nữa, một chiếc biển 36 đang ở xa xa phía đằng kia đúng không ạ? Chỉ với giá là hơn 200 triệu một chút thôi các bác nhé. Đấy, còn chiếc này thì với giá là hơn 300 triệu một chút nhé. Cụ thể giá em sẽ ghi vào tiêu đề, các bác mình tiện theo dõi. Đấy, và các bác mình hãy xem thật kỹ qua cái video này của em nhé. Em đang quay rất là gần và rất là chi tiết. Và xe của bên em thì cũng cam kết và đảm bảo các bác luôn là xe không đâm đụng, không bị va chạm và không bị ngập nước. Đấy, xe không gây tai nạn nhá, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đấy, và có cái lốp sơn rất là đẹp, rất bóng bẩy sạch sẽ, keo chỉ hoàn toàn là nguyên zin nhá. Đấy, keo chỉ hoàn toàn là nguyên zin cả xe luôn. Đấy, la răng đúc này các bác xem này, la răng đúc nguyên bản theo xe nhá. Đấy, la răng đúc nguyên theo xe luôn, và đây cũng vậy nhá, ở trên cũng là la răng đúc theo xe luôn nhá, 4 bánh luôn, và phanh ABS cũng là 4 bánh luôn. Đấy, lốp béo đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ quay cái phần đuôi của chiếc xe để các bác mình xem nhé. Đấy, đèn trước đèn sau rất là sáng đúng không ạ? Gương kính chỉnh điện của xe lên xuống rất là nhẹ nhàng. Đấy, phần dưới đây thì các bác thấy là có được trang bị những cái cảm biến nùi đúng không ạ? Trang bị cảm biến nùi nhé, rất an toàn cho các bác khi lùi đúng không ạ? Đấy, và tiếp theo đây thì em sẽ di chuyển sang bên phụ và quay các bác xem cái phần form sườn bên phụ. Đấy, sơn xi rất là bóng mượt và thân vỏ móng nhá, không hề có bị bả ma tít đâu.
Đấy, không hề có vả ma tiết nhá các bác nhé. Đấy, hiện tại thì em đang quay rất là gần, các anh mình xem này, form sườn của xe nó rất là căng và rất là lét luôn, không hề gồ ghề gợn sóng đúng không ạ. Keo chỉ nguyên zin nhá. Đấy, keo chỉ hoàn toàn là nguyên zin. Đấy, em quay lốt các bác xem cái phần form sườn bên phụ nhá. Ở đăng kiểm còn đến tháng 12. Đấy, tháng 12 này. Tháng 12 năm 2020. Đấy, các bác thấy còn rất là dài đúng không ạ? Còn rất là dài luôn. Đây phần đầu của chiếc xe đây. Đấy, các bác mình cùng xem nhá. Đấy, lốp còn tương đối là dày. Và bây giờ thì cũng vẫn như thường lệ sẽ quay vào bên trong nội thất để các anh mình ngắm. Em sẽ quay kỹ để các anh mình ngắm nhá. Ở bác nào ở khu vực xa nhà em thì các bác hãy xem thật kỹ qua cái video này của em nhá. Và bác nào mà ở gần thì mời các bác đến xem xe trực tiếp. Còn bác nào ở xa thì hãy xem thật kỹ qua video của em. Nếu mà không đến trực tiếp được thì bên em sẽ vận chuyển cho các bác tận nơi luôn nhá. Vận chuyển tận nơi các bác xem xe luôn. Và bây giờ thì em sẽ quay cánh đằng trên của bên lái trước. Cánh đằng trên bên lái đây nhá. Đấy, có một vài vị trí thì hơi bẩn một chút, các bác nhà mình về vệ sinh cái ok thôi. Đấy, gương kính của xe đây. Chính điện hoàn toàn luôn nhá. Đấy, ghế da xịn theo xe thì ở phía bên dưới nhá và đã được bọc lót bởi một cái thảm cái thảm đỏ này rồi đúng không ạ? Một cái màu rất là sáng. Xe thì được trang bị rất là nhiều túi khí các bác nhá. Bên phụ có một túi khí, là bên lái có một túi khí ở vô lăng. Đấy, táp lô đây nhá. Đấy các bác thấy này, táp lô rất là tươi luôn này. Rất tươi và rất là sáng luôn. Đấy, nội thất xe hai màu là nội thất những dòng xe bản đủ nó mới có nội thất hai màu này nhá. Chứ phần này hoàn toàn là da xịn nhá các bác nhá. Bình thường nó là bằng nhựa nhưng đây được thiết kế là da xịn luôn. Đấy, da xịn theo xe luôn các bác nhá. Đấy, theo xe từ nhà máy sản xuất lắp ráp. Đây cụ thể cái phần táp lô đây nhá. Đấy, vô lăng này. Vô lăng tích hợp túi khí ở giữa. Vô lăng 3 chấu. Đấy, cần số phanh tay. Đấy, cái chỗ này nó cũng khác biệt nha các bác nhá. Đây này, đây chỗ này này là cổng AUX này. Rồi tai nghe, đúng không ạ? Hệ thống điều hòa tự động. Hệ thống điều hòa tự động các bác nhá. Đấy, đầu đài nguyên bản theo xe này. Nguyên. Âm thanh nghe rất là hay. Âm thanh dòng này nghe rất là hay các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay lên cái phần trần này các anh mình xem nhá. Đấy, trần phào đây rất sáng các bác. Trần nỉ nguyên bản theo xe và đã được bọc ni lông rồi. Đấy, được bọc ni lông rồi nhá. Đấy, cờ lóc hoạt động trơn tru. Em đang quay khá là chi tiết và khá là gần để cho các bác nhà mình ngắm về cái chiếc xe Nacity nhập này của bên em. Đấy, xe đẹp các bác nhá. Đấy, xe có cái hình thức nội ngoại thất rất là cứng. Tất nhiên là so với tầm tiền thì đây là một chiếc xe khá là ok đúng không ạ? Trời mưa thì nó đôi khi là có một vài chỗ là hơi ẩm, nó hơi ẩm một chút các bác nhá. Hơi ẩm một chút. Bốn cánh đây, hiện tại đang quay từ đó là chi tiết và gần để các bác nhà mình ngắm. Đấy, ghế da xịn theo xe nhá. Đây các bác xem này. Đấy, ghế da xịn theo xe này. Đấy, ghế da cũng là hai màu luôn. Đây các bác cùng cùng xem nhá. Nếu các bác nhà mình không thích cái bộ lót này thì mình có thể bỏ ra nhá. Để nguyên da. Đúng không? Để nguyên bản da của xe. Đấy, vào đây, phần đằng sau đây. Phần này các bác có thể để đồ. Rất là thoải mái luôn, rất là rộng rãi. Đấy, một chiếc xe còn tương đối là chất. Các bác nhà mình mua chiếc xe này về thì cũng sẵn dùng thôi nhá. Đổ xăng là chạy thôi. Đây là em đang quay các bác xem là phần bên phụ đi vào.
Tất cả các gioăng trí của xe nó còn tất cả các gioăng nhá, gioăng khung rồi gioăng cánh của xe nó còn rất là đẹp. Lộ thất này thì có một đôi chỗ nó hơi xước, nó hơi bẩn một chút, các bác về mình xử lý đi. Đấy, xử lý được nhá. Đấy, cái này thì các bác đánh đi này, xong là mình nhìn phải phải tí sơn vào cái. Đấy, nó sẽ là như mới luôn. Đấy, màu nội thất màu cam nhìn khá là lỗi đúng không ạ? Đấy các bác xem nhá. Bây giờ thì em sẽ quay lốt các bác xem cái phần bên cánh đằng trên của bên phụ đi vào. Đấy, em đang quay gần và chi tiết các bác nhà mình ngắm và dừng lại để các bác nhà mình xem. Kính điện lên xuống rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn. Táp lô xe thì rất là tươi rồi đúng không ạ? Rất là tươi và rất là sáng rồi. Và cái phần táp lô được thiết kế nhìn khá là bắt mắt luôn. Khá là bắt mắt luôn các bác nhá. Đúng không? Đấy, em thấy là cái phần táp lô này được thiết kế ra là khá là bắt mắt này. Đây, một túi khí nữa được thiết kế ở vị trí này nhá. Đấy, sàn ra và được lót cái tấm thảm ở trên rồi. Đấy, cái phần trên này cũng vậy nhá. Phần trên này thì cũng còn rất là mới luôn này. Vâng. Và tiếp theo thì sẽ quay đến các bác xem phần khoang máy của xe nhá. Đấy, các bác đợi một chút. Đấy, các bác đợi em chút, em sẽ mở cabo lên nhé. Đây là tổng thể cái phần khoang máy của chiếc xe La City của bên em nhé. Đấy, máy rất là khô ráo sạch sẽ luôn này. Đây, tổng thể cái phần khoang máy cũng đã quay rồi đúng không ạ? Và lỗ ngoại thất cũng đã quay rồi. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu mua cái dòng xe này thì mời các bác qua bên em để xem xe nhé. Đấy, bên em đang có 4 chiếc có form dáng giống nhau. Thì có 2 chiếc La City và 2 chiếc Cruy. À, chiếc Na là đời 2010 và 2 chiếc Cruy là đời 2014 nhé. Vâng. Thì, về xe thì em cũng tả tương đối là chi tiết để các bác nhà mình biết rồi đúng không ạ? Còn bác nào đang muốn biết thêm thông tin nào của chiếc xe thì các bác hãy gọi điện trực tiếp cho bên em theo số điện thoại em đọc là số 093 8586 307 nhá. Đấy là số điện thoại hotline của bên em. Và các bác cái lối Zalo theo số điện thoại lỗ luôn để được thêm thông tin cũng như là hình ảnh của xe nhá. Và địa chỉ xem xe tại địa vị trí là khu Sinh Thái Hà Hải, số 507 Lê Thế Nghị, rẽ vào một tí nhá. Là tới trực tiếp chỗ bãi xe bên em luôn. Bên em thì rất là nhiều xe nhá. Các bác hãy đăng ký kênh để theo dõi những mẫu video khác em đăng lên nhá. Rất nhiều. Rất nhiều xe để các bác nhà mình đến xem và tham khảo lựa chọn. Đấy, rồi ok. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã mình đang các bác nhà mình đang và đã xem video của em.